Vẫn có đi tour không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Có gia đình chưa? Dạ con chưa. Chưa đi tour mà chưa có gia đình. Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ con tên là Nguyễn Thị Thanh, con đến từ Hà Tĩnh. Con năm nay 32 tuổi. Dạ con xin làm chứng cho Chúa. Đầu tiên là ơn của em trai con ạ. Em trai con tên là Anton Nguyễn Trọng Tuấn, năm nay là 24 tuổi. Năm 2016 thì em con đi học đại học và nó theo bạn bè là đề đó mà rất phá phách rất nhiều. Thì em con mắc thêm một cái bệnh là bệnh đồng kim. Khi đó thì mẹ con cũng không biết đến lòng chủ thương xót ở đây ạ. Và mẹ con bảo con đưa em con vào đây cùng nguyện. Và đến tháng 8 năm 2017 thì em con xin vào dòng Thánh An Tôn ở Nghệ An. Lại thằng một thằng đi tu nữa. Hallelujah. Thưa anh chị em, tôi thấy buổi chiều hôm nay Chú cho các bạn đón nhận những món quà mà phép lạ của bánh hóa nhiều. Hôm nay nó còn lạ hơn nữa là những con người mà quậy phá mà hóa thành những ma sơ, hóa thành những tu sĩ. Em của cô này là bao nhiêu tuổi? 24 tuổi ạ. 24 tuổi, vâng, cô là một thời quậy phá đủ thứ hết và còn bị bệnh động kinh nữa. Ấy vậy mà Chúa chữa lành cả bệnh thân xác, cả bệnh tâm hồn. Khi mà đến đây, lòng Chúa Thư Xuất đã biến đổi cái con người ấy và hôm nay đã trở thành một tu sĩ ở dòng. Ở dòng An Tôn ở Nghệ An ạ. Dòng An Tôn Nghệ An được bao nhiêu năm rồi? Dần tháng 8 năm ngoái em con bắt đầu đi. Vâng, tháng 8 năm ngoái là con sói đã trở thành con chiên. Và không hơn nữa là một con chiên hiền lành trong một dòng tu. Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là ơn của con ạ. Đó là con là người, con khi trưởng con, đây con là người rất cứng lòng. Tức là con đi theo đạo và con chỉ là đi vì là con là bắt nguồn từ đạo thôi. Tức là nguồn gốc của con là đạo nên con cũng phải đi. Sự mỗi lần con đi lễ là con cứ căn căn giờ là con cứ đến để làm sao mà cha chuẩn bị vào lễ. Và lễ gần lễ cứ cha cứ chúc bình an là con ra về. Còn cha ra thì con vào, mà chưa vào con đã ra. Và mỗi lần con rất là nghiền cái bói, xem bói á. Tức là riêng ở địa bàn cả tỉnh Hà Tĩnh mà có chỗ nào, có thầy nào, cô nào coi bói được là con đều biết hết. Chỉ cần một lần là nghe chán đông người là con cứ đi xem bói. Và con đi cầu khẩn ở chùa, ở đền mà con quỳ, con nghiêm túc hơn cả người ta nữa. Và con còn khẩn này hơn cả họ nữa cơ. Còn rồi con nhiều lần con cũng cảm thấy là mình, tức là con không nghĩ là Chúa là có thật, là con cứ nghĩ là chắc là đó là giống như một cái là truyền cổ tích, người ta chỉ tạo ra như thế để dạy cho con người lẽ phải, để không ai làm điều gì ác với người khác thôi, chứ con không nhận được ra đó là có Chúa. Nên là con làm điều gì con cũng chỉ sợ, không phải là sợ vào là buồn lòng Chúa, mà con là cứ làm là vì con không muốn làm hại người cả thôi, chứ con không nhận biết Chúa. Và cái năm ngoái, năm 2016 con đưa em lên con đến đây, nhưng mà con cũng không biết Chúa. Con chỉ đi đến lòng thương xót, nhưng mà đi trong cái phong trào. Thì đến về ở nhà thì mẹ con cũng thấy, mẹ con hay nghe thì đài của cha, và mọi người cũng hay nghe cái đó. Mỗi lần mẹ con nghe là con cứ bảo là con xin mẹ con tắt đi, vì con cứ nghĩ là không biết có cái gì trong đó mà mẹ mê đến thế. Con còn nói mẹ con như thế nữa. Và đến cái tháng 3 năm 2018 này ạ, thì trong thời điểm đó là bọn con phải làm báo cáo tài chính cả cơ quan. Thì lúc đó đấy con ngồi làm vừa buồn, thì con cứ mở cái YouTube của bài giảng lòng thương xót của cha ra con nghe. Lúc đầu con nghe một thời gian được mấy ngày ạ, thì con lấy thích nghe cái đó. Vâng, con xong này con có cảm nhận giống như là Chúa là hiện hữu thật. Thì khi đó con lại bắt đầu tìm sang là xem các bộ phim về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Và khi mà qua bộ phim cuộc đời Chúa Giê-xu thì con cảm nhận giống như Chúa đang hiện hữu trước mặt con á. Buổi tối con nằm mà con khóc, mà khóc rất nhiều.
con thấy mình tội lỗi quá đấy. Chúa có đâu mà con cứ không nhận ra. Thậm chí nhiều lần con còn chối đạo mình nữa. Con cả cái Facebook của con là con không dám đưa các hình tượng của Chúa lên. Khi đó, thời điểm đó con cũng yêu một người ở bên Lương. Thì người ta, bố mẹ người ta là không cho anh ấy lấy người bên giáo. Thì con, lúc đó con, trước đó là con chân trần đến Chúa, tức là thời điểm trước tháng 3 năm 2018 này á. Thì con buồn, con cứ trách là tại sao lại là giá như mình là người không phải là người công giáo thì có thể tốt biết mấy. Bởi vì môi trường làm việc của con là con toàn quen với những người là, tức là người ta có địa vị mà các bạn là theo đạo. Thế là con buồn, con cứ mong rằng là ứng gì con không phải là người theo đạo. Nhưng mà từ tháng 3 vừa rồi, sau đó khi nghe đài bài giảng lòng thương xót của cha thì con lại tìm hiểu về phim cuộc đời Chúa Giêsu và cuộc đời của Thánh Phaolô và Thánh Phêrô. Khi đó là nó dấy lên trong lòng con rồi. Con cảm thấy con bởi tội lỗi rất. Tối nào con cũng khóc, con xem rồi con khóc. Nhưng mà con lại rất thích xem. Đến khi cái mùa chay, đến nào mùa chay vừa rồi là con cứ thích đến nhà thờ. Con giống như là con đến khu là phải là con muốn đến để con cảm nhận giống như đến đó là con được gặp Chúa. Thì đến cái thứ năm của cái đêm canh thức ạ. Đêm canh thức của mùa chay á. Dạ. Thì con về là con cứ muốn thức với Chúa. Vì con cảm giác giống như đêm đó là Chúa đang chuẩn bị chết thật. Không phải cái trước đây nữa. Mà con canh thức là với Chúa từ 7 giờ tối cho đến 4 rưỡi sáng ngày mai. Dạ. Và sau đó trở về sau là con xin gì ơn gì Chúa cũng cho con. Đến khi đó con lấy nghiền là cái nghe thì các cái bài giảng của cha, tức là con nghe suốt. Trừ trường hợp là một ngày con chỉ đi ngoài đường là tầm khoảng một tiếng đến 2 tiếng đồng hồ là con không nghe thôi. Rồi còn lại ngủ con cũng nghe, làm việc con cũng nghe. Rồi đó chính là con thấy là giờ thì con thấy rằng là Chúa là hiện hữu thật sự. Thưa chị em, thưa các bạn, câu chuyện của người bạn trẻ này cũng là câu chuyện của rất nhiều người công giáo ngày hôm nay đạo gốc mà chỉ đi đạo như là một thói quen và đi lòng Chúa thương xót như là một phong trào. Và khi nghe những phép lạ Chúa làm, họ cứ cho rằng đó là chuyện cổ tích mà thôi. Họ không tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện biết bao nhiêu điều lạ lùng. Lòng họ chai đá đến mức độ như vậy đấy thưa anh chị em. Cô ấy dẫn em của cô đến đây bị động kinh và ăn chơi. Và chính em của cô ấy đã được ơn chữa lành bệnh phân xác, bệnh tâm hồn để đi tu. Mà cô ấy thì đến đây vẫn chỉ là đưa em mình đến chứ không phải là thực tâm cô ấy muốn đến. Rồi Chúa phải dùng nhiều cách khác nhau. Mẹ cô ấy nghe đài mà cô ấy bảo mẹ cô ấy tắt đi. Và cô bảo đó chỉ là chuyện hoang đường, chuyện cổ tích, làm gì có phép lạ xảy ra ngày hôm nay. Ấy thế mà Chúa cũng dùng chính cái YouTube, mà cô ấy gọi là YouTube đó, YouTube. Cô ấy mở lên, tình cờ cô ấy nghe, tình cờ cô ấy thấy những bạn trẻ lên làm chứng và cô ấy đã khóc. Những giọt nước mắt của Phêrô, những giọt nước mắt của Phaolô, những giọt nước mắt của Madalena, vì mình đã chối Chúa, vì mình đã bỏ Chúa, mình đã đi coi bói khắp cả tỉnh Nghệ An và mình đã thờ tà thần, thờ ngoại thần, quỳ xuống vào trong đền thờ còn cung kính hơn cả ở nhà thờ. Đấy, một con người tội lỗi như thế đã được Chúa cho quay trở về như thế, thưa anh chị em. Chúng ta, các bạn trẻ hãy nhìn kỹ đây, một lời chứng hùng hồn cho những con người ngày hôm nay còn không tin vào Chúa, còn coi rằng những chuyện Chúa làm là hoang đường, là phép lạ, là cổ tích. Hãy nhìn cho rõ đây, một chứng nhân của lòng Chúa thương xót thế kỷ thứ 21, thời đại ngày hôm nay, tại giáo điểm Tin Mừng.
Thế để tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót là đấng mà con đã chối, đấng mà con đã bỏ, đấng mà con đã phủ nhận. Đây cái máy này cha gửi tặng cho em của con, một ông thầy mới đi tu đó nha, để thầy nghe, vì con đã có con nghe rồi. Tặng cho thầy luôn cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc con lại, không có đi coi bói coi quẻ nữa. Chúa chúc lành cho con. Thank you.